Ngày 4 tháng 6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho ông Kongisaroy, tổng lãnh sự Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc trao tặng kỷ niệm chương nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp cho sự củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tại buổi lễ, ông Kongisaroy, tổng lãnh sự Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm xúc động, vinh dự được đón nhận kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, đồng thời cảm ơn sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tận tình của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành và liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. Ông Kongisaroy chia sẻ, dù ở bất kỳ cương vị nào và ở đâu cũng sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, đóng góp cho việc củng cố phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Singapore.